cái vườn sầu này là xen với cà phê. Đất ở thuộc huyện Chư Sê và đất tương đối bằng phẳng. Quý anh chị mua cái vườn này vô thì được thu cà luôn này. Nga mến gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị, quý bà con nha. Em Nga đang đứng trên cái lô rẫy với tổng diện tích là 3 hectare 7. Đó. Trên diện tích 3 hectare 7 này đã có 270 cây cà phê, cây sầu riêng đang cho thu. Đó, rất là đẹp. Năm thứ 7, tức là sầu riêng thu được khoảng 2 năm. Còn lại 170 cây sầu riêng là năm thứ 2, năm thứ 3. Và trên cái lô rẫy của mình còn có 2.800 cây cà phê đang cho kinh doanh, cà phê tơ quý anh chị ạ. Này. Quý anh chị mua cái vườn này trong thời điểm này thì được thu cà luôn quý anh chị nhé. Tổng diện tích 3 hectare 7 gia chủ thu về với giá là 120 triệu một sào. Và đất này thì nó cách quốc lộ 14A, cách thị trấn của huyện Chư Sê vào khoảng chừng là 6 km ạ. 6 đến 7 km quý anh chị. Ở đây đất đỏ ba gian, đất thịt quý anh chị ạ. Ở trên vườn mình thì gia chủ đã chôn ống hết cái vườn này này. Đó. Xung quanh cắm bét, xung quanh cái cây sầu riêng này. Mỗi cây là khoảng 3 đến 4 bét. Tưới luôn, bật nước lên là tưới tự động luôn ha. Sầu riêng Thái. Trên lô rẫy của mình cũng đã có nhà rẫy, sân phơi rộng rãi. Đường ống gia chủ chôn hết vườn rồi đây. Cà phê năm nay thì nó không được năng suất lắm, có thể thu một hết 2.800 cây này, dự tính thu năm nay khoảng chừng là 7-8 tấn nhân. Trên lô rễ của mình thì gia chủ còn lại ít cây tiêu nhưng mà không có tính vào đây nha. Nhà rẫy điện ba pha. Đất đỏ nó hơi truyền. Còn nhìn đây, điện kia phê anh chị. Đất của mình nó hơi truyền nha, truyền theo suối, độ truyền rất là nhẹ thôi.